mẹ với Ri sẽ cùng nhau làm kẹo sáng tạo thế giới, kem chocolate và quýt cake da xanh. Yeah! Ừ, đúng rồi. À, người ta có hướng dẫn cho mình đúng không? Để mẹ với Ri cùng làm nha. Để mẹ mở ra cho. Chỗ nào mở nè. Ai đi mở thử đi. Mẹ mở giúp chị nha. Ok. Đây. Đây. Rồi. Rồi, có cái bọc bên trong. Khoan nha, khoan nha. Người ta kêu cắt theo đường này nha. Cái đế bánh nè. Một hai cái ốc quế nè. Một miếng bánh xốp nè. Một túi cơm nè, một túi kem dâu, một túi kem vani, một túi kem sô cô la và một túi bắp kem. Có một muỗng nữa. Rồi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Cái miếng đó.
Rất cứng lên nữa, rất cứng lên này.
bây giờ mẹ sẽ thử làm một cái bánh này, một kem này cho đi nha, được không? Được không? Đây là kẹo. Đúng rồi. Mẹ sẽ làm một cái bánh sô-cô-la dành cho baby của mẹ nha. Được không? Ngon mẹ, có ngọt lắm không? Nói ngon mẹ, ôi hấp dẫn quá vậy. Nhìn bé đi ăn mà mẹ thật là thích. Rồi, một cái cho bé đi nữa nha. Đây, hình trứng kem thật là xinh đẹp cho bé đây. Mẹ chở cây trúc cho anh. À rồi, mẹ biết rồi. Chở cây chở. Rồi đây nè, mẹ lắp kén lên nữa. Mẹ mẹ kẹo ở đây. Rồi thành quả mẹ sẽ để lên được đó. Wow, đây một chiếc bánh kem được xinh cho Ray. Mẹ kẹo ở đây. Đây, rồi. Cái gì là bánh? Đúng rồi. Đẹp quá. Giờ mình sẽ bỏ thêm kem màu trắng vô.